bốn cô gái trên đảo hoang. Thổi nào, thổi nào. Thổi, thổi, thổi. Một cơn gió bay đến. Đen thui hết rồi. Khổ thân tôi. Hù hù. Thần gió xuất hiện. I'm sorry about that. Xin lỗi các bạn. Tôi sẽ làm quà xin lỗi nhé. Vòng quay đẹp quá. Các em đoán các ô này là gì? Cùng quay nào. Hoa lá mùa xuân. Vườn thiên nhiên quá. Cùng đính đá cho lung linh nha. Phòng xinh chưa? Em thật. Váy xấu ghê. Thật đẹp. Đến cha buôn quay rồi. Mặt trời mùa hè. Bồn tắm mặt trời. Bồn tắm đẹp rạng ngời. Tắm cho thơm nha. Một chiếc váy xinh. Đẹp quá. Elsa sẽ chọn dao gì đây? Bông tuyết mùa đông. Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called. Các em đoán đây là phòng gì nào? Phòng hết sức quá đi. No more monkeys jumping on the bed. Thay đồ thôi. Cùng tập luyện cho đẹp nào. Mệt ghê. Chiếc váy thật xinh. Đến ATL nha. Lá đỏ mùa thu. Phòng ngủ đỏ quá. Chợp mắt lúc nào. Mặt nạ thư giãn chưa?
điểm cho xinh thôi. Thay váy khác nhé. Váy mùa thu đã được làm xong. Xinh chưa? Các cô gái thật xinh đẹp quá. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại ở tập sau. Chào Ken. Chào Barbie. Ngày mới tốt lành. Ôi, Barbie đang trở dạ. Ken phải làm sao đây? Đừng lo, ta sẽ giúp Barbie vượt cạn nhé. Ôi, Ken hồi hộp quá. Chúc mừng cả gia đình, các em bé xinh quá. Thanks. Cảm ơn bà Tiên. Ta sẽ dành tặng các bé một món quà thật đặc biệt. Ôi, bà Tiên thật tốt bụng. Ok. Cả nhà cùng tới đây nào. Hãy chọn cho mình một căn ưng ý nhé. Tiếp tục chọn nào. Căn này thì sao? Yes. Ồ, nó rất tuyệt. Nhưng hãy điểm thêm những họa tiết ngộ nghĩnh nữa nhé. Wow, đẹp quá. Great. Các em bé rất thích. Chúng tôi sẽ mua căn nhà này. Giao dịch thành công. Tạm biệt. Ôi, phòng ngủ đang trống không kìa. Nhưng bố mẹ đã có cách. Ở đây sẽ là tủ và nồi Kitty hồng thật xinh cho em bé. Ngọt ngào quá. Còn ở đây sẽ đặt nồi và tủ quần áo hình mèo máy thông minh Doraemon. Dễ thương quá. Tuyệt vời. Bồn tắm cũng đã sẵn sàng rồi này. Đẹp tuyệt. Ở đây cũng sẽ là một chiếc bồn tắm đáng yêu như thế nhé. Trên cả tuyệt vời. Bé ơi, hãy chuẩn bị bồn tắm cho em bé nào. Kỳ cọ này. Massage này. Lau khô người nữa. Bố ơi, con cũng thích tắm à. Vừa tắm lại vừa đùa nghịch thì còn gì bằng, phải không nào? Lâu người thôi. Chúc các bé yêu ngủ ngon.
ôi, váy áo của các bé. Bố mẹ đừng lo. Chúng ta sẽ thiết kế những bộ váy áo Kitty và Doraemon thật dễ thương cho các bé nhé. A is for apple. Đáng yêu quá. Baby, C is for candy. Candy, candy, C, candy. D is for diamond. D, d, diamond. Điểm sắc hồng nào. D, diamond. D, diamond. E is for elephant. Cả sắc xanh dương nữa nhé. Elephant, elephant, E, elephant. Hoàn thành rồi. Thay váy và đi ngủ thôi. À, con thích bộ này ạ. Bé yêu, đến lượt con nhé. Bố ơi, bố chọn cho con bộ này nhé. Chúc các con mơ giấc mơ đẹp. Hạnh phúc cả nhà nhé. Tạm biệt.